nhâm thôi, không nhai được. Đúng rồi, khoảng cách hy hữu nhất. À, mẹ hết răng. Đây, nhả ra chén cho mọi người xem. Không có máu à? Không có. Hiếp nhai thật. Mà để cho ra máu thì nhai làm gì? Ghê thật. Rồi nhai lại cái nữa cho nhai lại cái nào nhai gì nữa. Ôi. Nó nhai thế thôi nha. Từ 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 bỏ một để ngoài chứ, để ngoài xem nữa. Đấy. Rồi, bắt đầu đây. Bị là nó làm tung đúng rồi. Mẹ. Rồi, ok. Bị rồi, không sao. Đấy. Đấy nha. Đấy, ly đã nát. Mồm đang nhai. Thiệt thật cái răng. Nhai thủy tinh mà giống như nhai cơm rang ấy. Đấy. Nát vụn rồi đây. Có bị dính cho đây một tí thôi. Không sao, mất ít. Đấy đúng, bị dính rồi. Đúng rồi, mày cái đây này nhai đúng hình tráng luôn. Đây. Mảnh của cái ly. Đấy chà. Nhai nay thì đúng rồi. Nhai xương gà, nhai rau ráo là đúng rồi. Xúc miếng à. Ngày mai tiến lại không biết đường gì đâu, được đâu. Em bác bắt giờ này. Không không mai không tiến lại đâu, em múc cho bác lên bờ chung. Mai mà tiến lại không biết gì. Đây. Một cái bình vừa. Đấy. Nhai ngoan tôi ông nhai có chai này được mà không lý mình không đấy, nhai được. Đấy nó trong dưới này nãy đó. Đấy. Bạn nói miệng ra xem nào. Quá bình thường. Đúng rồi, không có tí máu. Thì có chứt ngoài okay. Đây này. Thì có chứt đây này, chứt do mình đưa vào cái mảnh chai vào đây này mới chứt. Ok. Còn trong đây không bao giờ có một tí. Đúng rồi, ok. Tuyệt vời. Đấy là đưa về cái gì? Đưa về những cái